29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Thường trực Ban Bí thư, năm 2024 sắp xếp giảm 140 đơn vị làm cơ sở cải cách tiền lương. Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 tiến hành khoa học thận trọng. Theo đó, trong năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành 21 đề án theo chương trình kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Chủ động tham mưu chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 tiểu ban. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Công tác cán bộ tiếp tục được Bộ Chính trị quan tâm, coi trọng, chỉ đạo hoàn thiện thể chế gắn với thực hiện hiệu quả kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Ngành cũng tham mưu ban hành các văn bản quan trọng về công tác cán bộ như quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, năm 2023, các cấp ủy tổ chức đảng đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng. Kết quả ngành tổ chức xây dựng đảng đã góp phần làm đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng. Tuy nhiên, còn có một số hạn chế tồn tại phải tiếp tục quan tâm, có giải pháp để khắc phục như việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. Nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trong năm 2024, bà Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các văn bản nghị quyết của Đảng phải được quán triệt sâu sắc, phải được cụ thể hóa, sát với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và tổ chức thực hiện nghiêm mới đạt được kết quả. Bà Mai đặc biệt lưu ý về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo Nghị quyết 21 của Trung ương nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo hướng thiết thực, sát hợp. Đồng thời, đổi mới phong cách, lề lối làm việc để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng. Bà nhấn mạnh, phải quan tâm để tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ đảng viên có chất lượng. Bên cạnh đó, các quy trình, quy định là quan trọng nhưng phải đảm bảo chất lượng. Về công tác cán bộ, bà Mai cho biết nhiệm kỳ Đại hội 13, các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng dành sự quan tâm cho vấn đề này. Hệ thống văn bản về công tác cán bộ cơ bản đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy tổ chức đảng, tổ chức thực hiện và phải đảm bảo thực hiện tốt. Mỗi quy định đều yêu cầu rất cao và các cấp ủy tổ chức đảng phải đảm bảo để các quy định này đi vào cuộc sống. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu trình Bộ Chính trị tiếp tục phân công để tăng số bí thư không phải là người địa phương. Năm 2024 và hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp để có thể giảm được 140 đơn vị và tiếp tục sắp xếp vị trí việc làm. Đây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh đổi mới chính sách tiền lương và thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.